Xuân Hiền và Quỳnh Loan xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Chung tay làm du lịch nông nghiệp được phát sóng định kỳ vào thứ tư hàng tuần trên sóng đài phát thanh truyền hình Hậu Giang. Thưa quý khán giả và bà con, theo số liệu từ Tổng cục Du lịch cho biết, trong 6 tháng đầu năm thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng đều với 8.480.993 lượt khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thị trường châu Á vẫn chiếm thị phần cao nhất với 77,6% tổng số lượng khách, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Khách từ châu Âu chiếm 14,1%, tăng 5,5%. Khách châu Mỹ chiếm 6,1%, tăng 5,2%. Và châu Úc lại chiếm 2,6%, tăng 0,5%. Thông tin từ các công ty lữ hành cũng cho biết, đa phần khách quốc tế thường chọn các gói sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 70-80% các tour là trải nghiệm đời sống làng quê. Từ những số liệu này cũng đã nói lên một điều, du lịch nông nghiệp đang lên ngôi ở Việt Nam và ngày càng trở nên đa dạng hơn khi còn được kết hợp những loại hình lưu trú thú vị, không đơn thuần là để nghỉ ngơi, mà thông qua đó, du khách còn được trải nghiệm văn hóa và cuộc sống của người dân địa phương. Trong tiết mục Du lịch nông nghiệp là gì? Mở đầu chương trình sẽ giới thiệu đến quý khán giả những loại hình nghỉ dưỡng nào phổ biến của loại hình du lịch nông nghiệp. Homestay là loại hình lưu trú ở lại nhà dân, là hình thức chia chung không gian ngủ hoặc có phòng riêng nhưng gắn với sinh hoạt chủ nhà. Hiện nay khách châu Âu rất thích trải nghiệm này. Ưu điểm là tận dụng điều kiện hiện có, nhưng có nhược điểm là nhếch nhác, nhất là đối với các gia đình nhiều nhân khẩu. Ngoài ra khách châu Âu, châu Mỹ cũng thích ưa chuộng lodge, bungalow là loại hình du lịch lưu trú ở làng quê và không gắn với chủ nhà. Nơi được ở tổ chức riêng biệt trong vườn, trên đồng hay nông trại nên để khách có thể ở nhiều ngày. Farmstay là hình thức ở trong khuôn viên với chủ một trang trại hay nhà vườn và được tham gia chuỗi khép kín các hoạt động cùng với chủ trang trại. Ví dụ như trải nghiệm một ngày làm nông dân đi hái nho, đi dắt sữa bò, trải nghiệm nghề trồng rau. Khách đến từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước Đông Âu thường hay chọn loại hình này. Ngoài ra còn có các resort, các khu nghỉ dưỡng ở vùng quê, cạnh sông, cạnh đồng lúa và hotel. Các khách sạn ở trong vùng quê hoặc các thị trấn, khu đô thị vùng quê có sân vườn rộng rãi. Tuy nhiên, với hai loại hình này thì khách nước ngoài ít chọn lựa mà đa phần là khách nội địa. Trong các loại hình lưu trú trên, ở Việt Nam hiện nay, homestay, farmstay, bungalow được du khách ưa chuộng. Điểm cần chú ý khi xây dựng là không phải bê tông hóa mà phải tôn trọng nét mộc mạc gần gũi với thiên nhiên, đảm bảo môi trường và các tiện nghi cần thiết cho sinh hoạt. Đặc điểm của du lịch nông nghiệp là tôn trọng thiên nhiên và văn hóa bản địa, vì vậy nơi lưu trú cho khách cũng cần phải lưu ý đến đặc điểm này. Một túp lều giữa đồng ruộng để ngắm trăng, nghe tiếng ếch kêu, gió thổi, thơm mùa lúa mới là điều mà du khách háo hức được trải nghiệm. Dần đúng như vậy. Và thưa quý khán giả, Hậu Giang thì hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu trên từ nguồn tài nguyên du lịch sẵn có. Khi hiện nay cảnh sắc thiên nhiên vẫn còn giữ được nét trong lành và sạch đẹp, đặc biệt là các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống được gìn giữ và bảo tồn. Cho nên vấn đề cần làm ngay lúc này là cần tạo ra được sự khác biệt. Và đây cũng chính là điều mà nhiều nhà làm du lịch hiện nay đang hướng đến. Khi mới đây, sau buổi gặp gỡ tại hội thảo Chung tay làm du lịch vào ngày 8 tháng 7 do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang phối hợp cùng với Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức, Thạc sĩ Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Dịch vụ Du lịch Dòng Tròn Việt, chuyên gia tư vấn phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long, đã có chuyến khảo sát thực tế tại làng nghề truyền thống của Hậu Giang. Đến đây, được tận mắt chứng kiến đời sống dân dã của người dân cặp con sông Cái Lớn, vị chuyên gia này phải thốt lên rằng Hậu Giang đang cất giữ cho mình một mỏ vàng du lịch từ nông nghiệp. Nếu được sắp xếp và tổ chức, thì đây sẽ trở thành một tour du lịch đầy thú vị, không chỉ thu hút khách nội địa mà cả khách quốc tế sẽ vô cùng thích thú. Điều đặc biệt của Hậu Giang đó là gì? Mời quý khán giả cùng đến với những ghi nhận sau. Đến với Hậu Giang, ngoài được thưởng thức vườn trái ngọt lịm, ngắm nhìn những cánh đồng xanh rì, thì nét đẹp của những dòng sông uốn lượn trải dài theo màu xanh bạc ngàn bên những thân cây lục bình sẽ trở thành một hình ảnh đẹp đáng nhớ trong hành trình khám phá vùng quê. Và càng thích thú hơn khi tận mắt chứng kiến nghề đan đác thủ công gắn bó mật thiết với đời sống của người dân Hậu Giang từ nhiều thế hệ. Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ,
những chiếc giỏ lục bình xinh xắn ra đời với nhiều kiểu dáng khác nhau. Hiện tại, Hợp tác xã Thanh Tú là nơi tập trung nhiều hộ dân lành nghề, với khoảng 50 hộ. Tùy theo sự khéo léo, một người thợ giỏi có thể đan được 30 mẫu mã vô cùng bắt mắt. Và sản phẩm của làng nghề đã có mặt ở những thị trường lớn trên thế giới như châu Âu, Nhật Bản. Tận mắt chứng kiến được nhịp sống làng quê, ông Phan Đình Huê đã tìm cho mình ý tưởng để hình thành nên một tour du lịch trải nghiệm đầy thú vị, kích thích được tính tò mò từ công việc thường ngày của những người thợ, với từng công đoạn tỉ mỉ để làm ra từng món hàng. Điều này thật vô cùng cuốn hút khi chỉ duy nhất ở những quốc gia nhiệt đới gió mùa mới có được nguồn tài nguyên dồi dào như vậy. Và Hậu Giang là một trong số ít địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long còn giữ gìn được nghề thủ công này từ nguồn nguyên liệu dồi dào. Hiện toàn địa bàn có hơn 10 cơ sở và hợp tác xã với gần 500 hộ dân lành nghề sẵn sàng đưa vào khai thác du lịch. Thứ nhất là tôi thấy rằng cái xã này rất là ấn tượng bởi vì cái đường đi vô rất là đẹp, cái cảnh quan người ở rất là văn minh lịch sự. Và tôi thấy với khoảng chừng 50 người làm trong cái đan lục bình, đó là một cái hợp tác xã tương đối là lớn. Và các cái sản phẩm ở đây thì cái nhìn của tôi là bà con làm rất là tuyệt vời. Đó là nó rất là phù hợp với thị hiếu khách nước ngoài, đặc biệt là khách châu Âu. Đi sâu vào tiêu thụ những cái gì mang tính chất thiên nhiên, không phải là hóa chất nữa. Nhất là khi họ đến về du lịch vùng quê thì họ hoàn toàn muốn là phải được mua cái đồ lưu niệm, được mua được cái túi hoặc là mua được cái này cái kia mà làm từ lục bình, làm các cái loại cây cỏ của cái vùng quê chứ không phải là bằng những cái loại mà hàng công nghiệp. Tiềm năng phát triển du lịch từ cây lục bình đã có, nhưng làm thế nào để thu hút được khách châu Âu và bán được sản phẩm cho họ? Vấn đề này, theo ông Phan Đình Huê, cần phải tổ chức lại cách sản xuất. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến tính tự nhiên, bởi tập quán sản xuất của người dân hiện nay còn lạm dụng một số chất tẩy trắng để bảo quản được lâu hơn. Cái thứ nhất là cũng phải huấn luyện bà con, là cái bí hiểu là một số cái mặt là trang trí để sao phù hợp với lại thiếu của họ. Cái thứ hai nữa là bản thân cái nơi sản xuất đó bây giờ không phải chỉ là sản xuất không, mà đó cũng là cái nơi trình diễn cho khách coi, thì cũng phải bố trí lại nhà vườn. Rồi là cái cách ăn mặc của bà con nó cũng phải là phù hợp với lại cái thị hiếu của khách hơn. Và cái cuối cùng nữa đó là cái quy trình sản xuất cũng làm sao mà nó giảm thiểu hoặc là nó không có liên quan đến cái việc mà sử dụng hóa chất. Vì chúng ta đang nói đến sản phẩm hữu cơ, đang nói đến sản phẩm tự nhiên thì nó phải hoàn toàn là tự nhiên. Qua đánh giá của nhà chuyên môn, tiềm năng phát triển từ nghề đan lục bình là rất lớn. Bởi đằng sau đó còn là sự trải nghiệm đời sống ẩm thực của người dân địa phương, khi du khách tận tay bơi xuồng hái lục bình để chế biến ra những món ăn dân dã như ngó dưa lục bình non nấu canh chua với cá lóc đồng. Chắc chắn du khách sẽ rất thích với món rau thuần tự nhiên này. Thưa quý khán giả, với nguồn nguyên liệu dồi dào cùng tay nghề khéo léo, bà con tại các làng nghề đan lục bình ở Hậu Giang hoàn toàn có thể tự tin làm du lịch bằng chính công việc thường ngày của mình. Cái mà bà con bán đi đó là không gian, là lối sống bình dị. Còn cái mà du khách sẽ nhận lại được là những trải nghiệm cuộc sống rất đổi thanh bình từ một cộng đồng thân thiện với môi trường. Cách làm từ du lịch nông nghiệp nông thôn như thế này đang trở thành xu hướng phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Tùy theo điều kiện mà mỗi quốc gia sẽ có cách tổ chức khác nhau. Tại Cộng hòa Áo được gọi là kỳ nghỉ vùng quê với thiết kế trang trại để làm du lịch. Hà Lan với cánh đồng qua tulip. Canada du khách sẽ đi chắt sữa bò. Còn tại Đài Loan thì sẽ có trải nghiệm làm vườn, Thái Lan sẽ có mỗi làng một sản phẩm. Điển hình ở Đài Loan, thời gian qua, người nông dân đã chuyển đổi thành công từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch, đem đến nguồn thu nhập tăng 16 lần so với cùng đơn vị diện tích đất. Nhưng phía sau du lịch nông nghiệp còn mang đến những giá trị vô hình khác cho người nông dân mà chúng ta thật khó đong đếm được. Phát triển du lịch kết hợp với các trang trại nông nghiệp thực ra đã bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ trước, dần cho đến nay. Chẳng hạn như Hàn Quốc đã có chính sách phát triển du lịch từ năm 1984. Trung Quốc xây dựng các điểm tham quan dành cho du khách quốc tế từ năm 1990.
Nhật Bản có chương trình xây dựng nhà nghỉ nông thôn khắp nước Nhật từ năm 1994. Gần đây nhất, các chương trình du lịch gắn liền với trang trại nông nghiệp từ Đài Loan, Trung Quốc đang có sức hút với nhiều du khách. Mỗi mùa khác nhau, du khách có thể đi tham quan nông trại nghỉ dưỡng với phong cách đa dạng, từ hái trái cây đến khu công viên rừng rậm đi bộ và ngắm cảnh, ngồi thuyền du lịch xem cá heo. Thông qua du lịch nông nghiệp, mọi người có thể thư giãn, tận hưởng chuyến du lịch phong phú nhất tại Đài Loan. Người Đài Loan có một triết lý: nông trại là nơi lưu giữ mọi khoảnh khắc của con người từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành, về già. Do đó, hình thức du lịch nông trại đã phát triển. Để làm được như vậy, chính phủ phân công cho các nông hội, hiệp hội trang trại giúp đỡ cho nông dân, hỗ trợ họ tiếp cận với nguồn vốn vay, mua giống cây trồng vật nuôi, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, đưa họ đi tham quan các mô hình du lịch nông nghiệp tiên tiến từ các nước. Bởi cái khó nhất là thay đổi tư duy của người nông dân, từ chỗ sản xuất manh mún nhỏ lẻ đến ý thức kinh doanh thu lợi nhuận. Ví dụ trang trại trồng hàng trăm loại hoa này không chỉ để bán ra thị trường cho du khách và chụp ảnh, mà hoa còn được dùng chế tạo thành tinh dầu làm các món ăn, quà lưu niệm để phục vụ khách du lịch. Đối với các trang trại vật nuôi, nông dân không chỉ suy nghĩ nuôi sao cho con vật béo tốt là được, mà phải tạo thêm các giá trị gia tăng khác. Đó là bán vé cho khách vào tham quan trang trại, tìm hiểu về đời sống của vật nuôi. Nếu là trang trại bò thì phải có các đồ ăn, thức uống được chế biến từ sữa bò, thịt bò và các món ăn từ nguồn rau sạch ngay ở tại trang trại. Tất cả muốn quảng bá cho quan điểm của Đài Loan là sản xuất tại địa phương và bán tại địa phương. Và điều đương nhiên, để du khách biết đến ở tỉnh đó có những nông trại nào, các dịch vụ và sản phẩm ra sao, lại là việc của các tổ chức nông hội và trang trại. Sau khi hướng dẫn nông dân biết kinh doanh, đa dạng dịch vụ từ những cái sẵn có, họ lại tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch, quảng bá sản phẩm. Như vậy, nông dân mới có động lực hăng hái tham gia. Trải qua gần 30 năm xây dựng nền nông nghiệp từ chỗ manh mún nhỏ lẻ đến những nông trại quy mô hiện đại, Đài Loan, Trung Quốc đã rút ra chiến lược phát triển du lịch nổi bật, đáng để cho các nước muốn làm du lịch nông nghiệp học hỏi. Thưa quý khán giả, nhìn từ thực tế của các nước bạn cho thấy, nông dân đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn có thể làm được, bởi đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng đẹp hàng đầu châu Á, có môi trường trong lành và cảnh đẹp quanh năm với 4 mùa cây trái. Nếu được khai thác hợp lý và tận dụng những lợi thế đang có, du lịch nông nghiệp là một cơ hội mới cho bà con nông dân. Bởi giá trị của du lịch không chỉ dừng lại ở nguồn thu mà còn là động lực để cho bà con thay đổi tư duy với một nền sản xuất mới. Chương trình Chung tay làm du lịch nông nghiệp đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con nông dân vào tối thứ tư tuần sau.